trước khi nhà thuốc điều trị gây 1/3 xương đùi cho bệnh nhân đã mổ phẫu thuật đóng đinh nội tủy kết hợp cuốn chỉ thép. Lâu ngày xương can dễ hiện tượng viêm xương, tiêu xương và tạo khớp giả khá đơn hình. Sau khi bệnh nhân đi khám lại và được bác sĩ chỉ định nằm mổ phẫu thuật để ghép xương, vì hoàn cảnh gia đình bệnh nhân không cho phép, hôm nay bệnh nhân về với nhà thuốc. Nhà thuốc trước tiên sẽ xem hình ảnh mức độ can xương và tạo khớp giả qua phim quang. Trên phim thể hiện hình ảnh viêm xương, tiêu xương và tạo khớp giả khá đơn hình. Nhà thuốc sẽ kết hợp thuốc đắp và thuốc uống nhanh nghiền xương. Tiên lượng điều trị khoảng từ 4 đến 6 tháng là xương bệnh nhân sẽ can hoàn toàn. Và sau khi bệnh nhân xương can khỏe hoàn toàn, bệnh nhân phải cần thêm thời gian tập luyện và chăm đi lại mới có thể đi lại, cử động, sinh hoạt được bình thường. Hôm nay em lên em bó cho anh nhá. Thì trong nhà anh là hơi tối và nhân tiện cảnh thiên nhiên núi rừng đây, em sẽ với nhìn thực tế ngoài này nhá. Trong nhà anh một phần là trong nhà sàn là hơi tối đúng không? Ừ. Em quay hình ảnh của anh thực tế ngoài này để quay sau này hoàn thiện hình ảnh của anh ấy. Còn nó sắc nét đấy. Vâng. Thì trên phim vừa đây thì anh mổ được mấy tháng ấy nhỉ? Em mổ được 12 tháng. 12 tháng. Đó. Thì trên phim là cái xương chảy trước mắt anh ổn rồi nhá. Đặc biệt là cái xương 1/3 xương đùi này anh mổ đóng đinh nội tủy đúng không? Vâng. Cái xương không liền và đang hiện tượng viêm xương và tiêu xương, đặc biệt là tạo khớp giả nhé. Vâng. Thì hôm nay em lên tận Bắc Cạn bó cho anh. Thì trước khi bó ấy, thì em phải gạch chân lên cho em. Ngoài chân. Đó. Cái mổ của anh đã ổn rồi nhé. Ở đây là hạ đang bị giò nhẹ đúng không? Rồi ok. Trước khi bó thì em bó cho anh cái xương đùi trước nhé. Xương đùi cho anh anh đẹp cái vết thương mổ ác nhỉ. Đây cuốn này một vòng này, hai vòng này. Anh đưa một cái xương nặng này tay nặng xe à? Vâng. Vâng. Ngày trước anh nó mổ ở Việt Nam, em mổ đa khoa Bắc Ninh. À, vâng. Thì trước cái bó này cuốn thì em cuốn cái này nhá. Vâng. Đó, không cuốn này. Sau khi mổ được một năm rồi không? Vâng. Thì bác sĩ là kết luận là viêm xương và tiêu xương tạo khớp giả đúng không? Vâng. Chính là mổ tiếp đúng không? Vâng. Để ép xương đúng không? Vâng. Thì hôm nay em nên bó thuốc cho anh nha. Trước khi bó thì được sao này nhá. Và được cuốn như này. Vâng. Mặt ngoài thì cuốn giấy. Mỏng ở trong thì cuốn giấy bản nhá. Vâng. Đặt trực tiếp vào đây. Em dùng cái băng cuộn này nhá. Cuộn cho em. Nếu anh trong điều trị anh không chữa bị thịt chó nhá. Vâng. Cuốn không được chặt quá, không được nỏng quá, nó vừa phải thôi. Đó. Vừa phải thôi. Nhớ là anh phải kiêng rượu bia nhá. Vâng. Em đi tận bệnh Bắc Cạn, anh trong nhà là hơi tối thì em anh thông cảm với quay hình ảnh thực tế đây. Còn sau này em lên cái hình của anh là anh sẽ đi lại bình thường nhá. Vâng. Này bó tầm 4 đến 6 tháng là xương can thôi. Vâng. Nhá. Thì hiện tại cái xương chảy trước mắt của anh nó đang bị giò nhá. Vâng. Em bó cho vài miếng là nó sẽ hết giò. Vâng. Nhưng những chân thứ hàng này là chảy dịch tràn, thỉnh thoảng chảy dịch tràn đúng không? Vâng. Đó. Nhưng anh không uống rượu bia cho em nhá. Vâng. Đó. Thì hiện tại vết giò này thì anh em xé ra ở góc lên này đúng không ạ? Dương. Đó, anh cầm lấy cho. Đấy, thì anh quấn ở đây. À, từ đây dưới đây đây. Quanh hình ngoài đường hơi bất tiện để bà con đi lại mà. Nhưng em muốn hình ảnh thực tế ấy. Đó. Đặt đây. Rồi. Đặt ở dưới nhá. Cuốn thế này. Nhớ là không rượu bia nhá. Vâng. Anh đi kiểm tra là xương không liền, bác sĩ chỉ mổ gấp đúng không? Vâng. Này đang bầm mổ lại. Mổ lại anh có sợ không? Mổ lại anh sợ. Em định cho anh bó tầm 4 đến 6 tháng khỏi hoàn toàn nhá. Vâng. Sau đó anh đi đinh cho em nhá. Vâng. Sau khi cứ đinh xong thì một thời gian sau em sẽ lên em sẽ quay lại hình ảnh của anh đi lại bình thường nhá. Vâng. Quay xong rồi.
Nếu anh một ngày tiêu rượu đêm một lần này, hai lần nhá, sáng, tối, nhá, này cũng vậy nhá. Anh cả đắp uống điều trị từ 4 đến 6 tháng đã khỏi nhá. Chào anh nhá, chào anh trong anh Phục nhá. Cảm ơn anh nhá. Dạ vâng. Ta cùng xem và so sánh hai kết quả trước và sau khi bệnh nhân được nhà thuốc điều trị bằng thuốc đắp và thuốc uống nhanh nhuyễn xương. Đây là phim chụp ban đầu của bệnh nhân. Trên phim thể hiện bệnh nhân có hình ảnh gãy 1/3 xương đùi, đã mổ phẫu thuật đóng đinh nhuyễn tủy và quấn chỉ thép. Hình ảnh trên phim thể hiện bệnh nhân đang có hiện tượng tiêu xương và tạo khớp giả khá điển hình. Sau khi bệnh nhân kiểm tra xong, bác sĩ chỉ định nằm mổ tiếp để ghép xương. Vì lý do hoàn cảnh bệnh nhân khó khăn. Và đây là kết quả sau khi bệnh nhân về được nhà thuốc điều trị thuốc đắp và thuốc uống nhanh nhuyễn xương được 5-6 tháng. Trên phim thể hiện hình ảnh xương gáy đã can và niền hoàn toàn, không còn hiện tượng viêm xương và tạo khớp giả. Hiện tại bệnh nhân đã ra viện mổ tháo đinh. Hôm nay nhà thuốc nên ghi hình và hoàn thiện quá trình điều trị khỏi gãy 1/3 xương đùi sau mổ phẫu thuật đóng đinh lâu ngày xương can dẫn hiện tượng tiêu xương, viêm xương và tạo khớp giả. Và đây là phim kiểm tra sau khi bệnh nhân đã can xương và được các bác sĩ tư vấn nằm mổ tháo đinh. Hôm nay nhà thuốc nên để ghi hình hoàn thiện video. Hiện tại bệnh nhân đã đi lại, cử động, sinh hoạt và làm việc được bình thường. Em chào anh Minh nhá. Vâng. Hôm nay em lên Bắc Cạn lần 2. Vâng. Lần trước em lên bó cho anh rồi. Vâng. Nó rất đặc biệt là trong nhà anh rất là tối. Vâng. Em đã phải ra ngoài đường để quay ảnh thực tế về quá trình ngày trước. Vâng. Anh bị gãy 1/3 xương đùi sau mổ đóng đinh nội tủy, kết hợp anh bị gãy đầu dưới xương chảy và xương mát. Vâng. Sau 12 tháng tức là 1 năm đúng không? Vâng. Xương anh không can. Sau khi anh về nhà thuốc chúng em và được giới thiệu anh điện lên bó nhà thuốc ấy, em lên tận Bắc Cạn em bó cho anh. Vâng. Điều trị bằng thuốc đắp thuốc uống đúng không? Vâng. Anh tổng điều trị nhà thuốc cho em mấy tháng thì anh khỏi? Mà em dùng thuốc của nhà thuốc 6 tháng là 6 tháng. Xương nó can hoàn toàn và em vâng. đi lại bình thường được. Em hỏi sâu một tí và xa một tí. Vâng. Ngày đó ấy, anh đi đâu mà bị gãy xương sang chấn, gãy xương đùi và gãy xương chày bác nặng như vậy? Em bị tai nạn xe máy. Tai nạn xe máy. Vâng. Anh bị tai nạn ở đâu? Em bị ở Bắc Ninh. Anh bị tai nạn xe máy ở Bắc Ninh đúng không? Vâng. Sau khi anh tai nạn thì anh đi mổ ở viện nào? Sau khi tai nạn thì em mổ ở Đa khoa Bắc Ninh. Vâng. Vâng thì được khoảng 12 tháng rồi nhưng mà vẫn chưa đi lại được. Chưa đi lại được. Vâng. Và sau khi anh không đi lại được, anh kiểm tra biết mình là bị xương tiêu xương vâng. và tạo khớp giả đúng không? Vâng. Và cái đợt vào xương chày của anh dò và chảy dịch. Vâng. Anh bó được mấy tháng anh xương bắt đầu can và hết chảy dịch của em sau được 1 năm thì không liền thì em tìm với nhà thuốc và dùng thuốc được 2 tháng là bắt đầu tiến triển. Tiến triển. Và em dùng thêm 4 tháng nữa là 6 tháng 6 thì tháng. Là em đi lại bình thường được. Vâng. Vâng. Hiện tại em biết là hôm trước anh báo cho anh báo cho em là anh bị đá tháo đinh nội tủy rồi. Vâng. Vâng. Phim em là vừa xem qua là rất là tốt rồi. Vâng. Anh tại sao mà anh không thể lấy được cái phim mà anh mổ ra rồi? Nó lúc tháo đinh ấy. Vâng. Cái phim mà lúc anh mổ đinh nội tủy ra. Vâng. Mà anh chưa chụp lại đúng không? Vâng. Mà anh bây giờ anh đi lại bình thường chưa? Em đi lại bình thường rồi. Sau khi anh bó thuốc được 6 tháng này, và bao thời gian tiếp đó anh đấy anh ra viện anh tháo đinh, quyết định tháo đinh này? Sau khi bó thuốc được 6 tháng thì em đi lại bình thường khoảng tầm khoảng 8 tháng. 8 6 tháng. Tháng là em anh mổ tháo đinh ở viện nào? Em mổ ở Đa khoa Thái Nguyên. Vâng, thì hiện tại anh đi đứng lên ngồi xuống bình thường chưa? Em hoạt động bình thường ạ. Bình thường. Vâng. Ngày trước anh đi lại yếu đúng không? Không đi vâng, là đau nhức đúng không? Vâng, bây giờ đứng lên ngồi xuống bình thường chưa? Vâng. Anh đứng lên ngồi xuống cho em. Vâng. Anh ngồi xuống nhá. Đứng lên. Ngồi xuống. Đứng lên. Ngồi xuống. Rồi. Vâng. Anh bình đi em một vòng dài anh kia cho em nhá. Vâng.
Hôm nay nhà thuốc lên ghi hình thực tế về quá trình bệnh nhân, tức là anh Chu Quang Minh ở Bắc Cạn, ở thị trấn Chợ Mới Bắc Cạn ấy, đã bị gãy 1/3 xương chày và xương mác. Cái đặc biệt bệnh nhân bị gãy 1/3 xương đùi sau 1 năm mổ thuật đóng đinh nội tủy, xương can. Sau khi bệnh nhân về nhà thuốc điều trị từ 2 đến 6 tháng và hiện tại bệnh nhân đã đi lại bình thường rồi. Đặc biệt là hình ảnh này là hình ảnh hoàn thiện sau khi bệnh nhân đã mổ tháo đinh nội tủy và mổ tháo đinh với xương chày xương mác. Hôm nay nhà thuốc ghi hình lần thứ 2. Lần trước là bệnh nhân nhà thuốc nên bó của bệnh nhân, và hôm nay nhà thuốc nên ghi hình hoàn thiện vào quá trình tất cả trước và sau khi điều trị khỏi, và hiện tại bệnh nhân là tháo đinh và đặc biệt là bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường. Quay anh ơi, được anh ơi, anh đi dưới đường cho em. Đó, nhà thuốc lấy hình ảnh thực tế này để ghép với video ban đầu và trước và sau, và đều có phim so sánh thực tế về quá trình điều trị khỏi thuốc nam, điều trị khỏi gãy 1/3 xương chày xương mác, đặc biệt là xương đùi. Đấy, nhà thuốc ghi hình ở ngoài đường nên xe cộ đi lại khá là nhiều, nhưng mà để mà có hình ảnh thực tế này nhà thuốc phải đi mất hơn 200 cây số, nên không thể tránh được cái tình trạng là xe cộ đi lại được, thì quay hình ảnh thực tế mà. Anh đi nhanh em một vòng ngắn đấy nhá. Quay lại. Đã, đi nhanh một vòng ngắn nữa, thế là tốt rồi. Bệnh nhân rất là nhiệt tình, mặc dù bệnh nhân đã đi làm được rồi, nhưng mà cảm ơn bệnh nhân là cho thuốc gặp và phỏng vấn thực tế ghi hình về quá trình ngày trước bệnh nhân bị gãy 1/3 xương đùi sau mổ đóng đinh nội tủy, lâu ngày xương can đến hiện tượng viêm xương và tiêu xương tạo khớp giả. Thì hôm nay bệnh nhân là hoàn toàn là đi bình thường rồi. Hình ảnh này là hình ảnh minh chứng cho thuốc nam điều trị khỏi gãy 1/3 xương chày và xương mác, đặc biệt là xương đùi. Chính ở viện đã phải mổ để ghép xương vì bệnh nhân đang hiện tượng viêm xương, tiêu xương, đặc biệt là tạo khớp giả. Sau khi bệnh nhân về nhà thuốc được điều trị 6 tháng, hiện tại là bệnh nhân đã khỏi và 8 tháng sau bệnh nhân đã đi tháo đinh. Và hình ảnh này hình ảnh hoàn thiện cuối cùng, ca gãy 1/3 xương chày và xương mác, xương đùi sau mổ không xương không liền. Hôm nay là thuốc đã nên quay hình ảnh bệnh nhân đã liền hoàn toàn rồi. Hình ảnh rất thực tế và rất mộc mạc nhé. Từ đầu đến cuối có cả phim, có cả các phim trước và sau điều trị, nên bệnh nhân và người bệnh yên tâm và điều trị nhà thuốc nam rất hiệu quả. Rồi. Anh đứng lên ngồi xuống mấy vòng với em. Đó. Ngồi xuống. Được. Đứng lên. Rồi ok. Anh ngồi đây. Anh khỏi cái gãy xương chày xương mác, đặc biệt xương đùi đã tiêu xương tạo khớp giả này. Đó. Anh đi khỏi nhà thuốc về theo thuốc anh điều trị khỏi ấy, anh có mừng không? Có chứ anh. Vâng. Hôm nay thay mặt nhà thuốc thì em lên hình của anh. Vâng. Thực tế quá trình điều trị khỏi tạo khớp giả đúng không? Ở viêm xương, tiêu xương. Đây là anh chạy dịch nhẹ nhá. Vâng. Mức độ anh đi lại bình thường chưa? Em đi lại bình thường. Vâng. Vâng. Sau khi anh mổ tháo đinh thì bác sĩ có bất ngờ là xương anh là can hoàn toàn hay không? Có, bác sĩ ở nói chung là cũng có đôi chút bất ngờ một chút. Dạ vâng, bởi vì chị em viện là mới mổ nó. Vâng, để ghép xương. Vâng. Dạ vâng, thay mặt nhà thuốc em cảm ơn anh nhá. Vâng. Chúc anh đình luôn khỏe nhá. Vâng, ca này là ca minh chứng thực tế đấy. Vâng. Thì em chúc nhà thuốc là luôn thành công trên con đường cứu người của mình nhá. Dạ dạ. Vâng. Ok, vâng. Cảm ơn anh nhá. Vâng. Dạ dạ. Hôm nay nhà thuốc xin giới thiệu đến các bệnh nhân về một ca điển hình của gãy 1/3 xương đùi đã được mổ phẫu thuật đóng đinh nội tủy, lâu ngày xương liền dẫn đến hiện tượng tiêu xương. Qua hình ảnh trên phim thể hiện xương đùi bệnh nhân đang có hiện tượng tiêu xương
khá nặng. Đường gáy còn hở vì tiêu xương khá là nhiều. Trình ở viện nằm mổ để ghép xương. Hôm nay bệnh nhân đến với nhà thuốc. Nhà thuốc sẽ điều trị cho bệnh nhân bằng phương pháp đắp nà nam kết hợp cho bệnh nhân uống thuốc nam nhanh nhuyễn xương. Tiên lượng điều trị khoảng từ 3 đến 5 tháng là xương đùi của bệnh nhân sẽ liền hoàn toàn. Sau đó bệnh nhân cần thêm thời gian tập luyện là có thể cử động, đi lại, làm việc được bình thường. Anh mổ xương đùi tất cả là bao nhiêu tháng không? Cái ngày của anh đang thì tiêu xương nhẹ nhé. Tiêu xương đùi trong mổ. Anh đang điều trị ở những đâu chưa? Một thầy ở Hải Phòng. Anh Bạch Quân, anh bỏ Hải Phòng bao nhiêu thời gian? Thì là bó thì cái này anh mua nghệ là tốt đấy nhé. Mua nghệ ở đây là tốt, nghệ lưu thông mà làm cho lưu thông máu nhé. Trước khi đắp thì anh có thể là quấn cho em cắt một tấm khăn mặt vừa vị trí quần áo nhé. Hoặc là anh có thể quấn cho 5-7 cái này để giấy này nhé. Nhưng mà anh làm tiện thì anh dùng cái khăn này tốt nhất. Cái mổ của anh là liền xẹo nhé. 8 tháng rồi đúng không? Nhưng mà chưa liền thì em đắp trực tiếp ở đây nhé. Cái mổ của anh mổ rất đẹp đấy, nhưng mà xương nó đang bị tiêu rồi. Để đặt lên, đá lên này. Dùng băng quật nhé. Về nhà anh lúc nào nốt ngải cứu xương tần nhé. Để ngâm khớp gối cho khỏi cứng khớp nhé. Cái thứ hai là anh vui nghệ cho em tiếp tục nhảy là tốt rồi nhé. Đây đây. Đó. Anh đâu mà tai nạn người xương đùi nặng như này. Anh điều trị thứ hai là khỏi hoàn toàn nhé. Về nhà để mắt xong lại khỏi bệnh nghệ bình thường nha em nhé. Bệnh nghệ nằm là tiêu như viêm mà săn thương như phòng máu tốt mà. Đã cỡ uống tầm 2 vâng. Anh điều trị một nơi thì không hiệu quả nó. Vâng. Anh điều trị anh cả đắp cỡ uống điều trị thứ hai là 1 tháng hoàn toàn thôi. Vâng. Quay xong rồi về nhà anh đắp thuốc uống thuốc nhé. Vâng. Kiểm đi với chó nhé. Cách uống cái đắp nào tí em dẫn sau. Ta cùng xem và so sánh hai kết quả trước và sau khi bệnh nhân được ngào thuốc, đắp thuốc và cho uống thuốc nam nhanh nhuyễn xương được 3 tháng. Đây phim chụp kiểm tra sau khi bệnh nhân đã mổ phẫu thuật đóng nội tùy 1/3 xương đùi được 8 tháng. Trên phim kiểm tra lại hình ảnh xương đùi bệnh nhân đang có ấn tượng viêm xương và tiêu xương. Đặc biệt là hình ảnh tả khớp giả khá điển hình. Trình ở viện nằm mổ để ghép xương. Còn đây là kết quả sau khi bệnh nhân đã được điều trị nhà thuốc được 3 tháng. Hình ảnh trên phim kiểm tra lại. Xương đùi bệnh nhân đã liền hoàn toàn. Đặc biệt là không còn hiện tượng viêm xương và tiêu xương như lúc chưa điều trị tả thuốc. Xương đùi bệnh nhân đã liền hoàn toàn. Ta cùng so sánh hai kết quả trước và sau khi bệnh nhân được nhà thuốc điều trị. Hình ảnh xương đùi đã liền hoàn toàn. Hôm nay nhà thuốc sẽ ghi hình về quá trình điều trị lần thứ nhất của nhà thuốc. Anh chào anh ạ. Anh ngồi xuống đi. Hôm nay em xuống em quay hình ảnh của anh về quá trình ngày trước anh gấy 1/3 xương đùi sau mổ đóng đinh nội tùy. Lâu ngày xương liền hiện tượng tiêu xương. Rồi anh khỏi được có hơn mấy tháng rồi? Được 4 tháng rồi. Vâng. Hiện tại anh đứng lên ngồi xuống đi lại bình thường nhá. Vâng, đi lại bình thường. Anh đuôi ra gấp vào xem. Đuôi ra gấp vào. Đuôi ra gấp vào. Đuôi ra gấp vào. Anh đứng lên ngồi xuống nhá. Đứng lên ngồi xuống. Hàng ngày đi bộ đi xe đạp được bao nhiêu cây? Em vừa đạp xe đi lên. Bộ chục cây ấy. Ngồi xuống. Đứng lên. Ngồi xuống. Rồi. Anh đi em một vòng dài thêm 2 cây nhá. Anh đi dưới đường cho em. Hiện tại bệnh nhân đi lại khá là tốt. Sau một thời gian điều trị tổng là 4 tháng. Hôm nay nhà thuốc xuống ghi hình của bệnh nhân. Ngày trước bệnh nhân mổ thuật đóng nội tùy lâu ngày xương không liền. Là bó một thầy nang nhưng xương vẫn không liền. Hiện tượng tiêu xương.
Sau đó bệnh nhân về nhà thuốc thì được nhà thuốc điều trị bằng thuốc đắp và thuốc uống tổng là 4 tháng. Hôm nay nhà thuốc xuống ghi hình, hiện tại bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường nhỉ. Quan anh ơi, được chưa anh? Bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường. Ngày trước bệnh nhân lên nhà thuốc là xương là tiêu khá là nhiều. Xương mũ thuật đóng nội tủy lâu ngày xương liền hiện tượng tiêu xương. Từ nay anh khỏi mà được mấy tháng nhỉ? Em khỏi được 2-3 tháng. 2-3 tháng. Hiện tại anh đi làm bình thường chưa? Vâng, em đi làm được 2 tháng. Anh đuôi ra các bạn nha, đuôi ra gấp vào, đuôi ra gấp vào, đuôi ra gấp vào, đuôi ra gấp vào. Anh vạch chân lên chưa? Bây giờ anh đi lại cho em một vòng dài đằng kia nhá. Được. Trước khi đi anh đứng lên ngồi xuống nha, mấy lần sao? Ngồi xuống. Đứng lên, ngồi xuống, đứng lên, ngồi xuống, anh đi lại bong đến sắp bò ra. Hôm nay nhà thuốc xuống ghi hình, hiện tại bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường chưa? Ngày trước bệnh nhân bị gãy 1/3 xương đùi sau mổ thuật đóng nội tủy, nhưng lâu ngày xương liền hiện tượng tiêu xương và tạo khớp giả. Và sau khi bệnh nhân về nhà thuốc điều trị, hôm nay bệnh nhân đã đi lại hoàn toàn bình thường rồi. Hôm nay nhà thuốc hoàn thiện hình ảnh. Anh đi em một vòng nữa nhé, đi em một vòng nữa. Vòng lên chỗ này. Vâng. Thank you.
đi nhanh một tí anh ơi, nhanh một tí. Anh bó tất cả mấy tháng rồi nhỉ? Em bó được 5 tháng. 5 tháng. À, xương khỏi là 3-4 tháng rồi đúng không? Vâng. Hôm nay em xuống hết hình ảnh thì anh đã đi đàng hoàn toàn bình thường rồi. Và xương là can tốt rồi nhá. Vâng. Em chào anh nhá. Vâng, chúc anh đây vui khỏe. Vâng. Vâng. Đây là phim X quang kiểm tra lại của bệnh nhân. Sau khi bệnh nhân đã điều trị tại thuốc, trên bên chụp thể hiện xương đùi bệnh nhân đã liền hoàn toàn. Sau khi bệnh nhân chụp chéo xong, được bác sĩ chỉ định làm mổ phẫu thuật để tháo đinh nội tủy. Hôm nay nhà thuốc xuống hoàn thiện hình ảnh về quá trình ngày trước bệnh nhân bị gãy 1/3 xương đùi sau mổ phẫu thuật đóng đinh nội tủy, lâu ngày xương can dẫn đến hiện tượng tiêu xương, viêm xương và tạo khớp giả. Và đây là phim kiểm tra của bệnh nhân sau khi bệnh nhân đã điều trị tại thuốc. Hình ảnh trên phim quang xương đùi bệnh nhân đã liền hoàn toàn. Hôm nay nhà thuốc xuống ghi hình ảnh sau khi bệnh nhân đã mổ phẫu thuật tháo đinh để xem mức độ bệnh nhân đi lại được bình thường. Anh đi đem một vòng dài đến qua ngã ba cái nhá. Hôm nay nhà thuốc xuống hình bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân tháo đinh rồi. Nhà thuốc xuống hoàn thiện hình ảnh để hoàn thiện vi giác thực tế. Hiện tại bệnh nhân tháo đinh được 5 tháng rồi và đi lại bình thường rồi. Những hình ảnh thực tế về quá trình ghi hình bệnh nhân bị gãy 3 xương đùi sau một thuật đóng đinh nội tủy nhưng lâu ngoài xương không can. Sau khi bệnh nhân về nhà thuốc điều trị trong vài tháng, bệnh nhân là xương đã can và ra viện tháo đinh. Hôm nay nhà thuốc xuống hoàn thiện hình ảnh, mức độ bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường rồi. Bệnh nhân đi lại rất là tốt, không còn lệch một chút nào nữa. Ai qua đây anh ơi? Này rất thực tế, đi lại rất là bình thường kìa. Nhà thuốc quay trời hơi nắng một tí để cho hình ảnh chắc nét. Thực tế thì nhà thuốc sẽ cố gắng để ghi lại hình ảnh chắc nét nhất. Bệnh nhân dù rất nắng nhưng bệnh nhân hợp tác cho nhà thuốc ghi hình. Thực tế những hình ảnh rất thực tế. Anh Kiên đi giúp em một vòng ngắm đây nhá. Đó, rất thực tế.
nhân đi lại hoàn toàn bình thường nhỉ.